anh em nhá, thì mình ở Tây Giờ Lĩnh Quất đấy nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Omega trong mùa 16 nhá. Đó, một cái vị tướng mà được remake sức mạnh này và chỉnh sửa ngoại hình. Đó, rất là tốt và đẹp trong cái phiên bản mùa 16 này. Đó, thật ra trong cái dạng đầu mùa thì mình thấy là rất là nhiều người chơi cái vị tướng Omega này ấy, mà bây giờ cảm giác cuối mùa với cả từ giữa mùa đổ đi ấy, hiểu như rất là ít người chơi vị tướng Omega này. Đó ra người ta chỉ chơi người ta gọi là gì nhá? Trải nghiệm xem cái vị tướng lên đầu mùa tăng sức mạnh như thế nào thôi. Đó, sau một quãng thời gian trải nghiệm mình thấy cái vị tướng Omega này bây giờ nó lại ít dần đi rồi. Đó, và hầu như lại không xuất hiện nữa, lại rơi vào thời kỳ lãng quên. Nhưng mà đó là chỉ là gì nhỉ? Rơi thời kỳ lãng quên thôi, nhưng mà về cái sức mạnh vị tướng Omega này thì vẫn như thế nhá. Đó, với một bộ chiêu thức được chỉnh sửa toàn diện thì ngoại hình thì chắc không phải bàn rồi. Đó thì mình sẽ nói lần lượt lại từ đầu nhá. Đó thì về nội tại vị tướng Omega sẽ được thay đổi là sau khi giờ của giao tranh này, đó thì mình sẽ được một cái cường hóa đòn đánh. Đó, cường hóa đòn đánh này thì có thể gây làm chậm và cấu rỉa máu rất là đau nhá. Và còn về chiêu một vị tướng Omega này thì nó sẽ thay đổi cơ chế, cũng nghĩa là tăng tốc chạy, nhưng mà tăng tốc chạy có một điểm mới rất là hay, nghĩa là khi chúng ta kích hoạt này và va chạm tướng địch, đó thì sẽ gây hất tung tướng địch và cả quái rừng nhá. Đó, những con lính thì cũng hất tung đấy anh ạ. Nên khi tận dụng chiêu một này thì chúng ta đừng vội vã đánh thường vội, kích hoạt chiêu một xong ta hãy lao người tướng địch, đó sẽ hất tung tướng địch rất là tốt. Còn đến chiêu 2 của tướng Omega thì Omega sẽ triệu hồi ra 6 cái phi thuyền xung quanh hay là cỗ máy mình không rõ nữa. Đó là gây sát thương liên tục vào người kẻ địch, và khi ăn đủ 6 cái ấn đấy thì nó sẽ quay một vòng này, đó làm choáng gây sát thương tướng địch. Đó, cái chiêu 2 là ngày xưa ở bản ở máy chủ thử nghiệm ấy, đó mình nói thật anh em nó cực kỳ là bá luôn. Còn nhưng mà sang bản chính thức thì mình nghĩ là bị lép mất rồi. Đó, ngày xưa mình nhớ không nhầm một cái thời mình ở máy chủ thử nghiệm ấy, đó nghịch cái chiêu 2 của tướng Omega mình chuyển vào đầu trận. Đó, hầu như cái chiêu 2 sát thương nó rất là lớn nha. Đó, chỉ cần ăn đủ một cái chiêu 2 là có thể tiễn một kẻ địch lên bảng điểm số rất là nhanh luôn anh ạ. Đó, chứ còn về bản chính thì chắc người ta lép cho nó đúng với một cái vị tướng đỡ đòn rồi. Đó, lên chiêu nó không thể quá là thấm như ở máy chủ thử nghiệm được. Và cuối cùng đến ulti vị tướng Omega này thì chắc không có gì thay đổi rồi, vẫn thế thôi anh ạ, nó vẫn đẩy lùi tướng địch. Đó, lên cái bộ kỹ năng này à, và một điểm nhấn là cái chiêu 1 này là sau khi kích hoạt thì chúng ta có thể gây cấm trụ nha. Đó, nó kiểu như một phép bổ trợ cấm trụ đấy anh ạ. Đó, nên khi mình chơi vị tướng Omega trong mùa này mình nghĩ là anh em không phải mang cấm trụ nha, nó cứ mang tốc hành này hoặc là cái hồi máu, nó sẽ sao phí hơn cho vị tướng Omega này. Đó, theo mình nhớ không nhầm thì mỗi lần cấm trụ nó khoảng 3 giây sao nhỉ. Đó, nếu mà anh em căn chỉnh hợp lý, đó mình đánh nội tại này một lần mà trụ này bị cấm trụ xong, chúng ta hãy kích hoạt chiêu 2 đó vào người thì nó cũng có thể giảm thời gian hồi chiêu với nội tại. Đó, nếu kết luận ra chúng ta có thể cấm trụ x 2 lần nha, đó cực kỳ là tốt. Và ở đây có anh chàng tu len này và cả thên nữa, rồi cái pha không biết bảo kê không nhỉ. Có khả năng thì vẫn bảo kê thôi, nhưng mà mình đang muốn đợi tìm địch đi sâu sâu thì chúng ta dùng cái chiêu cuối đẩy ngược vào trụ nhá. Mà cái trường hợp đấy thì hơi khó dùng tí. Đó, lên khi chơi vị tướng Omega này nếu mà anh em biết chơi đó mà căn được hợp lý thì cái vị tướng Omega sẽ là một vị tướng cực kỳ khó chịu trong giao tranh thôi nhá. Đó, và về cái lối bảng ngọc này của mình dùng có vị tướng Omega thì cũng như các vị tướng đỡ đòn khác thôi. Đó, với ngọc đỏ là máu giáp tốc đánh, và ngọc tím máu tối đa, và ngọc xanh máu vào hồi chiêu. Rồi, ở đây thì nhiên thấy bật tốc hành chơi luôn bạn ơi. Rồi ăn choáng trong trụ nha, ba phát bắn từ trụ thì trâu bắn lâu thì cũng chết thôi. Đó, thế này chơi hơi liều nha, thế nên như định tốc hành xong chạy đẩy ngược mình lại, nhưng mà ai ngờ người đi săn thì kẻ bị săn mất rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái quá trình đi đảo ganh của mình nhá. Nó chơi tanker thì mình chủ yếu là mình hay đi đảo ganh thôi nhá. Chứ còn về cái vấn đề bảo kê thì mình nghĩ là anh em lên để AD trong giai đoạn đầu trận farm một tí khoảng đến tầm 10 phút ý, thì khi có đồ chúng ta hay lên đi theo bảo kê AD. Cho đầu trận chúng ta chỉ cần giúp AD đó dọn xong cái tân lính rồi đi đảo ganh. Đó thì thứ nhất là lính nó không bị gì nhỉ? Không bị đẩy lên quá là cao và vẫn giữ độ an toàn cho trụ của mình. Và đây một pha phi rực của gia tạ bay đến rồi, nhưng không hạn của Mara khi ta bật ulti là quá nhanh. Tiếp tục pha ganh từ Lacrosse và Thane nhưng mà không đẩy chúng ngay rồi. Bây giờ mình cái thiên nhiên này đi ganh thì nói chung là ganh làm sao được. Đó, đặc biệt có mình ở đây bảo kê hầu như là bị đủ hết ra thôi anh ạ. Đó, và về cái lối phu hãm này của mình dùng có vị tướng Omega thì mình cũng dùng như cổ vị tướng tanker kiểu thuần châu bò nhá. Đó, với lối phu hiệu là bọc giáp này, đó và combo với cái sinh tồn và cái canh gác, có nghĩa là giúp chúng ta khi ở trong trụ sẽ trâu hơn. Đó thì có thể giúp cái vị tướng Omega trong những tình huống băng trụ ấy thì chúng ta có thể đỡ được đạn từ cái trụ đối phương đó được tốt hơn nhá. Còn hai lối phụ đó chính là cái hấp huyết và cố thủ, đó thì mình nghĩ sẽ ổn định nhất cho cái vị tướng Omega này. Thế nên khi chơi vị tướng Omega mình nghĩ anh em nên băng trụ nhiều nhá, đó thì sẽ hợp lý nhất, tại vì cái nội tại với cả cái chiêu một ấy bây giờ rất phù hợp cho cái việc mình có thể băng trụ được rồi. Còn đường giữa này thì gia tạ bị hạ gục mất rồi, nhưng thanh niên tu len không còn quá là nhiều máu, rồi tu len hơi chạy đâu bạn ơi.
đó, ăn đủ 6 chiêu này và chạy làm sao được. Đó, một cái mạng khá là ngon nhá. Rồi, bây ăn xong mạng rồi chúng ta lại tiếp tục xuống đường rồng và cứu AD thôi. Trông ở này quả này dưới AD mà cân bỏ rai thêm thì cũng hơi căng đấy nhá. Rồi, trận này cân thêm với bỏ rai mình nghĩ với mình là chuyện dễ thôi nhá. Tại vì trận này của chúng ta là tinh bạn có một vị tướng tu len. Cho nên mình nghĩ là lên cái giày hộ vệ sẽ là đủ để chống chịu cho cả trận đấu ấy rồi. Và hai người này không chạy nhanh là ra ta thì mình ra lại. Và cận cố cò nhây từ tim bạn, tên nổ kích hoạt mưa tên được bắn ra. Đó, đạn sát thương được rỉa vào Brai liên tục. Và Brai là người làm xuống và Zata team mình cũng làm xuống. Và ở đây của mình và John. Đó, liệu ăn được thanh niên thêm không nhỉ? Và chạy khá là nhanh từ thêm và đầu tư cho mình tốc hành. Đó, để gắn vào đít chạy nhanh. Rồi, bây giờ chắc không đuổi thanh niên thêm nữa đâu. Nhưng mà cái trụ này mình nghĩ là sẽ ăn được thôi. Đó, John đi về à? Thế thôi nha, lại tiếp tục đi đọc ganh ạ. Đó, nói tơ, thanh niên Nacros lại máu liều như màu lão rồi. Đó, và lại lên bảng điểm số thôi. Và mình thấy team bạn trở lại như thả butterfly ạ. Đó, mình không biết là thả butterfly thì có cái ý đồ gì. Đó, nhưng mà mình chỉ biết là thả butterfly trong phiên bản mùa 16 này thì có auto thua thôi ạ. Đó, không phải là 100%, nhưng mà theo cái gì nhỉ, những cái trận đấu của mình ý, thì hầu như thả butterfly thì tỷ lệ mà team pick được cái vị tướng butterfly thắng đến 80-90%. Và đây anh bạn Thên đang muốn cố Excalibur để ăn đi cho mình là cái mạng của John này. Và tiếp tục John vẫn có thế bắn. Và bắn rất là lực nha. Và double kill cho John team mình. Đó, team bạn trận này có vẻ gãy rồi. Thế anh Thiên team bạn như là chiếu mới nhá. Đó, định lấy Nacros đối đầu Butterfly. Nhưng mà khả năng là sai cho Nacros team bạn rồi. Đó, khi Butterfly là một con bài gì đó bây giờ người ta gọi là chùm rồi nhá. Đó, cứ bích là thắng nha. Còn trên này thì Batman đang tháo chạy rồi chạy hộ cái bạn ơi. Đó, băng trụ thì bây giờ gọi là EZ thôi. Đó, ăn 1-2 phát đạn với cả cái phù hiệu ngày hôm nay thì nó không quá là thấm đâu nhá. Đó, pha về lối đồ ngày hôm nay của mình từng có vị tướng Omega thì nó cũng như các mùa trước thôi. Đó, full tank. Và lối đồ đầu tiên này là cái phụ trợ, đó tùy theo trận chúng ta sẽ lên nhá. Về slot thứ hai chính là giày của hộ vệ. Về slot thứ ba chính là kia điện thoại, nó giúp giảm thời gian hồi chiêu. Thì chúng ta có càng nhiều hồi chiêu thì cái chiêu 1 của vị tướng Omega càng được dùng nhanh và tăng tốc chạy càng tốt. Về chiêu đến slot thứ tư thì đó chính là cái giáp ghe hoặc là vân chương choi, đó tùy theo trận đấy nhá. Về slot thứ năm nó trong băng giá, đó tăng thêm khả năng chậm cho vị tướng Omega này. Và slot cuối cùng chính là cái áo choàng phản đêm. Và Batman ở đây đã lộ hình rồi, nhưng mà bắt làm sao vào John nhỉ, khi mình vẫn ở đây và ulti vẫn còn, nó đẩy ra là nhanh luôn anh ạ. Đó, và Batman bây giờ đã bất lực và rút lui rồi. Tại mình lên là cái mắt cơ anh ạ, nhưng mà nghĩ lại thì cái mắt đấy thì nó cũng chỉ có một tác dụng là soi Batman thôi. Chứ còn mình nghĩ về lâu về dài chúng ta lên cái gì nhỉ, cái giải khống chế nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Ví dụ nhá, mà trong cái trận này mà team bạn nó gài khống chế người team mình, hoặc là thí dụ Batman nó lém cái phi tiêu rơi người mình, đó làm chậm. Đó thì mình có cái giải khống chế mình nghĩ vẫn ổn hơn là cái soi mắt rất là nhiều. Đó, thật ra như Batman nó chỉ dám mắt lẻ thôi anh ạ, chứ còn đi chung thì hầu như nó không dám vào nhá. Rồi, đường này team bạn đã quyết định mở ra một cuộc giao tranh trong rừng, nhưng mà sai lầm rồi. Đó, khi thành viên team bạn dụng là Như Sung tiếp tục là thanh niên Thên này quét sạch thì cho team mình à, chưa quét sạch nhưng còn một thanh niên nữa tiền Batman đó đứng chui trong tế đàn rồi. Đó, và khả năng bây giờ mình nghĩ là đẩy lên là cũng thắng luôn rồi, hoặc thậm chí nếu thích chúng ta có thể ăn cái kinh công này và thắng luôn. Đó, nói chung team bạn bây giờ cũng chửi nhau rồi. SV đủ các kiểu. Còn Batman thì tàng hình nhìn cái trụ vỡ thôi, chứ chắc mình nghĩ chả dám lao vào đâu. Nó lao vào pha này thì dám lao vào anh ạ, nhưng mà lao vào thì kết không thành công mất rồi. Và như mọi lần thôi, nếu cách chơi cách đánh thì mình sẽ lên cách khắc chế của vị tướng Omega nhá. Đó thì khắc chế vị tướng Omega này cũng khá đơn giản anh ạ. Chúng ta cứ dùng con bài mà kiểu như là cầu máu dần dần nó. Đó thì vị tướng Omega chúng ta sẽ bị ít máu đi, nó không dám băng trụ đâu. Chứ còn hay hoặc là anh em dùng con bài có sát thương chuẩn hay đánh cho phần trăm máu, đó có thể bào máu vị tướng Omega đi rất là tốt nhá. Nhưng đó chỉ trên mặt lý thuyết thôi nhá, chuẩn bị anh em đi danh thì để gặp được vị tướng Omega lại khá là ít. Đó thì căn bản bây giờ người ta chơi vị tướng Omega này thì người ta chỉ chơi kiểu cho vui thôi, là đi đánh team người ta dùng. Chứ còn để leo danh 1v1 ấy, chỉ có hoặc là những anh em nào mà hay cày top Omega thì hay chơi anh ạ. Chứ còn bây giờ mình nghĩ là để một cái vị tướng tanker thích hợp hơn ý, và mạnh hơn thì có rất nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như ở mức giá 13k8 có vị tướng Arthur này, đó rất là tốt. Hoặc là cái vị tướng Shauna, nó có thể hóa giải khống chế cực kỳ ổn định. Hoặc thứ hai nếu lên cái mức giá cao hơn ý, thì có vị tướng Malok, đó hoặc là Badam, đó hay Arum nhỉ, đó toàn vị tướng tốt anh ạ. Đó và mình hay leo danh nha. Còn vị tướng Omega này mình nghĩ là leo danh bảo kê thì nó cũng là chỉ mức chung thôi. Còn cái vị tướng này nếu tính ra thì nó mạnh ở khoản chiến thuật, đó hay đi đẩy trụ và giúp đồng đội băng trụ, đó mình nghĩ sẽ tốt hơn nhé.
đó, và cũng tùy theo đội hình mà anh em mix thôi, chứ không phải là 100% là cái vị tướng này không nên chơi đó. Rồi bây giờ siêu việt rồi, và khả năng clip mình đã kết thúc nha em. Nếu em nào hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra video tiếp theo nhé. Bye bye.